thưa quý vị theo thống kê của Tech Asia trong năm 2016 vừa qua thì Việt Nam đứng thứ năm trong danh sách các quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư nhất và cộng đồng khởi nghiệp startup tổng số vốn mà các startup nhận được trong năm qua là gần 61 triệu đô la Mỹ theo thông bố từ Tech in Asia, các startup Đông Nam Á đã lập kỷ lục về số vốn huy động thành công trong năm 2016 với 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 60% so với năm 2015. Cho công nghệ này ghi nhận tổng cộng 365 vụ rót vốn cho các startup trong năm vừa qua, giảm gần 4% so với năm trước đó. Tech in Asia cho biết vì nhiều thương vụ gọi vốn không được tiết lộ nên trên thực tế con số này có thể lớn hơn nhiều. Singapore và Indonesia là hai quốc gia thu hút được nhiều vốn đầu tư vào startup nhất khu vực với giá trị lần lượt là 1,4 tỷ đô la Mỹ và 967 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Malaysia, Thái Lan, Việt Nam xếp thứ năm trong danh sách các quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư nhất và các doanh nghiệp startup với gần 61 triệu đô la Mỹ. Xếp sau Việt Nam là Philippines. Các công ty khởi nghiệp huy động được vốn khủng nhất trong năm qua có thể kể đến đó là Grab, Gojek, Garena và Tokopedia.